Trà Vinh là tỉnh có diện tích dừa lớn thứ hai cả nước với hơn 25.000 hecta. Tuy nhiên, những năm gần đây, hiện trạng biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn đang diễn ra mạnh mẽ. Nhiều vùng dừa bị xâm nhập mặn ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng trái dẫn đến giá cả bấp bênh, nguồn thu của người dân giảm. Trước thực trạng đó, anh Phạm Đình Ngãi và chị Thạch Thị Cha Thi ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đã thực hiện việc lấy mật từ hoa dừa thay vì thu trái như truyền thống. Trong 6 năm vừa rồi, đó là mình đã tạo ra được một cái chuỗi giá trị ngành mới cho ngành dừa. Tại vì ngành dừa thì xưa giờ đang tập trung vào phát triển chuỗi giá trị vào ngành trái, thì Sóc Farm sẽ tập trung phát triển chuỗi giá trị vào ngành hoa. Từ cái hoa dừa đó thì mình có thể thu được mật và chế biến những cái sản phẩm chế biến sâu từ đó. Và thông qua cái việc mà mình tạo cái chuỗi giá trị đó thì mình cũng giúp được tăng cái giá trị kinh tế cho nông dân hơn từ 3 cho tới 5 lần so với cái mô hình truyền thống cũ. Đồng thời nữa là Sóc Farm cũng rất là tâm huyết, tại vì đây là một cái ngành nghề mà nó thích ứng với xâm nhập mặn của miền Tây, đặc biệt là trong cái việc là miền Tây của mình đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của xâm nhập mặn, và khi mà mặn mà trên 10 phần ngàn thì cái năng suất của trái dừa cũng như là trái dừa nó sẽ bị teo và nó sẽ bị rụng đi. Tên Sóc Farm cũng hy vọng đây sẽ là một cái phần của lời giải, khi 10 năm nữa, 20 năm nữa ngập mặn thì đây sẽ là một cái sinh kế bền vững để giúp cho người nông dân người ta có thể ở lại quê hương, để người ta có thể tạo sinh kế và người ta cùng bám đất giữ đất với Sóc Farm. Tính tới thời điểm hiện tại thì Sóc Farm đã xuất khẩu được chính ngạch sang 6 quốc gia trên thế giới, xuất sang Nhật Bản, sang Đức, Hà Lan, Ý, Canada, xuất sang Úc. Theo anh Ngãi, hiện đơn vị của anh đã liên kết với 35 hộ dân địa phương xây dựng vùng nguyên liệu trên 20 hecta dừa đạt chuẩn hữu cơ quốc tế, hướng đến phát triển bền vững. Bằng cách này đã giúp tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người nông dân. Lúc trước mình trồng lấy trái bán một tháng thì khoảng chừng 1 triệu, 2 triệu. Cái giá cả nó rất là rẻ. Rồi sau này làm dừa nước mà qua dừa. Rồi mình biết được cái nguồn thu mà thu nhập so với mình lấy trái thì nó nguồn cao hơn. Nó gấp khoảng 5-6 lần vậy đó. Cho nên là mình có qua bên công ty để công ty mà hướng dẫn mình thu mật rồi mình bán lại công ty. Tới mà vụ mà xâm nhập mặn vô thì giá dừa nó không được lớn. Nhưng mình thu mật thì vẫn ba bình thường. Cho nên đây là cũng là một cái cách để mà tăng thêm thu nhập cho những nông dân mà ở cái vùng mà có thể là vùng gặp mặn. Anh Ngãi cũng thông tin, trung bình mỗi năm sản xuất được 240 tấn nguyên liệu hữu cơ thành phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ. Sắp tới sẽ mở rộng nguyên liệu, đồng thời chuyển giao kỹ thuật thu mật cho nông dân, sau đó công ty sẽ thu mua lại cho bà con.